thưa quý vị, một thông tin buồn mà chúng tôi vừa nhận được từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đó là Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã từ trần vào lúc 3 giờ 45 phút sáng nay 11 tháng 9 tại nhà riêng ở Hà Nội. Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, sức yếu, ông đã từ trần vào hồi 3 giờ 45 phút ngày 11 tháng 9 tại nhà riêng, số 10 ngõ 9 đường Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Theo đó, lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng Đại tướng Phùng Quang Thanh sẽ được thông báo sau. Đại tướng Phùng Quang Thanh sinh ngày 2 tháng 2 năm 1949 tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 9, 10, 11, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 10, 11, đại biểu Quốc hội khóa 10, 11, 12, 13. Ông được trao quân hàm Đại tướng tháng 7 năm 2007. Đại tướng Phùng Quang Thanh là vị tướng trưởng thành qua nhiều cuộc chiến đấu. Cuộc đời binh nghiệp của ông là một tấm gương sáng về tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường, ý chí và nghị lực vươn lên. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng năm 2006, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và phân công làm Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng năm 2021, đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và phân công làm Phó Bí thư Quân ủy Trung ương. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13, Đại tướng Phùng Quang Thanh được Quốc hội phê chuẩn tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13, Quốc hội phê chuẩn Chủ tịch nước miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Với nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển trưởng thành của quân đội, đồng chí Phùng Quang Thanh được Đảng, Nhà nước phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều danh hiệu cao quý khác. Bão số 5 có những diễn biến phức tạp khó lường và đang có hướng di chuyển vào đất liền với cường độ mạnh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, 16 giờ ngày 10 tháng 9, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển phía Nam, khu vực quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển Quảng Trị, Quảng Nam khoảng 380 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Ban kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 160 km tính từ tâm bão. Theo đó, trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 11 tháng 9, vị trí tâm bão cách bờ biển Quảng Trị, Quảng Nam khoảng 200 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 16 giờ ngày 12 tháng 9, vị trí tâm bão ngay trên vùng biển khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Bão đang trong giai đoạn mạnh nhất và do tương tác với cơn bão Chan Thu rất mạnh ở ngoài biển Đông, nên khi càng vào gần bờ sẽ càng suy yếu. Từ đêm nay mùng 10 tháng 9 đến 13 tháng 9, ở các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, với lượng mưa ở Quảng Trị đến Đà Nẵng phổ biến từ 200 đến 300mm cả đợt, có nơi trên 350mm cả đợt. Ở Quảng Nam, Quảng Ngãi phổ biến 100 đến 200mm cả đợt, có nơi trên 200mm. Thưa quý vị, trước diễn biến của cơn bão số 5, Bộ đội Biên phòng các tỉnh miền Trung đã thường trực quân số, đảm bảo thông tin liên lạc để kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển nhanh chóng tìm nơi trú tránh, đồng thời lên sẵn các phương án ứng phó với bão khi đổ bộ, ghi nhận tại Đà Nẵng. Bên cạnh việc tổ chức bắn pháo hiệu để kêu gọi và ngăn cấm không cho tàu thuyền ra khơi, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng duy trì nghiêm chế độ trực quân số, đảm bảo thông tin liên lạc, phương tiện sẵn sàng làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh. Các đồn trạm biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, đồng thời phối hợp với gia đình chủ tàu thông qua hệ thống thông tin liên lạc, thông báo cho các phương tiện hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động tìm nơi trú tránh. Về ứng trực lực lượng, người, phương tiện sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và tổ chức tuyên truyền vận động ngư dân, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn làm tốt công tác nắm trước cái diễn biến tình hình của cơn bão số 5, đồng thời quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc
đến toàn thể cán bộ chiến sĩ đơn vị, đặc biệt là các cái tàu, các cái xuồng. Hiện nay tổng số phương tiện của Đà Nẵng là 1.242 tàu trên 7.432 lao động, trong đó 18 tàu với 164 phương tiện đang hoạt động trên biển. Tất cả đều đã biết được vị trí, hướng di chuyển của bão để tìm nơi trú tránh. Chúng tôi đã quán triệt và giao nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị triển khai lực lượng phương tiện phòng chống bão số 5. Theo đó thì tổ chức tốt mạng thông tin liên lạc biển để thông báo cho ngư dân hoạt động trên biển biết hướng đi vương bão phòng tránh. Tổ chức lực lượng sắp xếp tàu thuyền neo đậu trong âu thuyền, đảm bảo chống va đập, chống chìm. Mặt khác thì đối với các phương tiện ở âu thuyền thực hiện nhiệm vụ tiếp liệu thì chúng tôi đề nghị di dời ra khỏi âu thuyền và neo đậu vị trí hợp lý. Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đến sáng nay đã có 71.500 tàu thuyền với khoảng 350.000 người đã được thông báo về diễn biến, hướng di chuyển của bão, chủ động tránh trú. Tuy nhiên, vẫn còn 224 tàu với gần 2.000 lao động trong vùng nguy hiểm của bão số 5. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 5 để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn trên cả hai tuyến biển và đất liền. Thưa quý vị, thiên tai bước vào mùa cao điểm nhất trong năm, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến cho nhiều ngành nghề gặp khó khăn. Trong lĩnh vực chăn nuôi, người dân miền Trung hiện còn đang lo lắng khi dịch tả lợn châu Phi, dịch viêm da nổi cục trên châu bò diễn biến phức tạp. Mặc dù chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch, nhưng do chưa có thuốc đặc trị nên dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn. Bên cạnh đó, vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi cũng tăng cao từ 30 đến 35%, khiến chi phí sản xuất tăng lên đã để nhiều hộ chăn nuôi rơi vào cảnh trắng tay nợ nần. Việc tái đàn là rất quan trọng, nhưng để thực hiện được thì quả thực không dễ. Đây cũng là nội dung chính của câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn. Đợt dịch tả lợn châu Phi vừa qua đã khiến cho 30 con lợn thịt đến thời kỳ xuất bán của hộ gia đình anh Vinh bị tiêu hủy. Số còn lại phải bán cắt lỗ, bán tháo để chạy dịch. Toàn bộ tài sản, kinh phí đầu tư vào đàn lợn của gia đình coi như mất trắng. Cuộc sống khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Lại gặp là đi dịch tả châu Phi, vừa rồi là cũng thiệt hại vốn là cũng gần 200 triệu tiền vay của ngân hàng, là giờ vốn của gia đình nó cũng cạn kiệt. Giống nó tăng, rồi cái thức ăn nó tăng. Tuy nhiên cái giá lợn hơi thì nó lại giảm, cho nên nó rất khó khăn. Đặc biệt là trong cái đợt dịch Covid này, cho nên cái việc sức mua của người dân thì nó giảm xuống. Dịch tả lợn châu Phi đã gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi ở huyện Thạch Hà. Tổng số lợn tiêu hủy trên 4.800 con, với trọng lượng gần 300 tấn. Số lượng đàn lợn trên địa bàn huyện đã giảm hơn một nửa, từ 80.000 con, nay chỉ còn khoảng 30.000 con. Cơ quan chức năng của huyện sẽ trước mắt sẽ trích ngân sách hỗ trợ khoảng 30% kinh phí mà tiêu hủy của người dân để hỗ trợ một phần cái kinh phí cho người dân có cái chủ động để khôi phục tái đàn chăn nuôi. Hiện tất cả 13 huyện thị tại Hà Tĩnh đã xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên đàn châu bò với hơn 6.000 con mắc bệnh. Dịch tả lợn châu Phi cũng khiến cho hơn 7.000 con lợn chết. Ngoài ra, dịch bệnh COVID-19 đã khiến giá lợn hơi xuống thấp do nhu cầu tiêu thụ giảm, khiến người chăn nuôi gặp vô vàn khó khăn. Châu Phi và viêm da nổi cục thì diễn ra thì khó khăn cho ngành chăn nuôi. Thứ nhất là một lượng lớn là gia súc như lợn, rồi là châu bò là phải tiêu hủy và phải tích ngân sách hỗ trợ cho người chăn nuôi. Và đặc biệt trong những vùng dịch, do cái việc là mua bán vận chuyển là hết sức khó khăn và người chăn nuôi là không hình như là dừng cái việc tái đàn. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá chăn nuôi thức ăn tăng phi mã, trong khi đó giá lợn hơi lại giảm, đẩy nhiều hộ chăn nuôi vào thua lỗ, phải bỏ chuồng, không dám tái đàn. Thực trạng này dẫn đến tình trạng nguy cơ thiếu thịt trong cuối năm, cũng như đảm bảo nguồn thực phẩm tại chỗ cho người dân trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 như hiện nay.